Rồi, xin chào cả nhà nha. Cha con em đi te hôm nay đi te xa cả nhà ơi. Cả nhà thấy hai cái núi Vũng Tàu không? Đấy. Hả? Nay đi qua gần Vũng Tàu te luôn. Quá xa luôn, không biết có đồ đạc gì không đây. Chối sẵn rồi cha đi cha hả nè đưa em bắt bị rớt xong rồi tưởng mình chào xe ghẹ chứ ở ghẹ nè thấy thấy lên trâu nè nè ghẹ nè ghẹ nè ra đây tiếp rồi. Giờ ghe đang bị mắc cạn này, xong luôn hết teo, ghe nó lắc không biết nó lớn lên có sao không này, mày nhận cơm nha. Ốc ban đêm mà bị xui quá. Sao không biết có bị sao không đây, lớn lên tấp vô bờ tấp vô cạn 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 nữa. Lớn lên có sao không cha? Nó có tấp ghe sống nó tấp ghe vô cạn sao? Sao bờ vậy chứ ở đây thì queo rồi nha. Ở dưới đây là cát không à? Còn cát á. Giờ mà nước nó vẫn còn ròng nữa. Không biết là chúng nó ló bãi lên không, cái ghe mình có bị sao không? Khá là lo lắng luôn. Mà nước lớn lên không biết cái cách vô bờ bờ trong đó đó. Mà qua đây cạn cồn luôn. Cạn trọng cát nha. Ghẹ ghẹ.
Mà trời em cũng chưa ăn cơm mà coi tình hình sao quá nhỉ. Chút nữa nếu mà có gì trục trặc thì có gì xảy ra ở đây, nếu có gì cũng bị cho cái nhà tình hình cho nhà xem. Chưa ăn cơm lấy sức cái nhà, chiều giờ cũng ăn không cơm, quá trời xui. Đây nè cả nhà ơi, mấy khẩu con vét gì đâu mà nguyên trái đồ trà bá luôn. Hến nè, hến không kìa, hến trời, hến nó trời luôn. Giờ cũng khoảng 12 giờ mấy, gần 1 giờ khuya rồi cả nhà. Giờ cũng nước lớn rồi, tại nãy mắc cạn á nó không te được, giờ te thử coi có không cả nhà, lớn rồi. Cốc thôi mà. Ê, cốc mở ra. Mở cho bá rồi. Mở cho bá rồi. Mở cò quá. Bự vô cùng. À, con kìa, con nó hả? Đó, ờ à. Mỏ thiên nhiên này mắc tiền lắm cả nhà. Cái mấy trăm ký, hai trăm mấy, ba trăm ký. Mở ra. Mở đây. Cái cá chà bá luôn, chà bá chà bá. Cái bên hông kìa, ốc bự luôn. Hãy
Ôi cả nhà ơi, cha con em mới vừa dính một trận mưa giông từ bên kia chạy về, mưa giông không có đồ đạc gì hết luôn, lạnh cha. Cha giông bắc hả? Lái từ bỏ từ bãi bỏ đi đây dính trận giông bắc đấm đuối luôn rồi cha. Mình mới đồ cá về cúng càng cúng rồi về ăn cả nhà ơi. Xíu nữa về nhờ nhà nấu nồi canh với lại làm món gì đó ăn cơm. Giờ cũng 3 giờ sáng, 3 giờ 3 4 giờ sáng. Đi rồi lúc 3 giờ chiều tới giờ 4 giờ sáng. Thành quả không có gì luôn. Ăn tài luôn. Đây là ốc nè cả nhà, ốc ngon. Ốc mỡ có ốc mỡ nè. Nhiêu đây chắc được nửa ký không cha? Nửa ký ốc mỡ. Trời ơi, cho con em về nhà, trời mưa nguyên tầm tã rồi. Đây mưa không? Rồi cả nhà ơi, cho con em về tới nhà rồi. Giờ nấu nồi canh ngót ăn cơm. Lạnh lẽo quá rồi, đói bụng nữa. Ở đây cả nhà không biết có anh chị cô chú nào biết cái con này không? Con này là con cúm núm nè cả nhà. Con này hồi đó không ai ăn hết, nhưng mà bây giờ thì cũng có nhiều người ăn á. Nấu canh rồi mình thả vô ăn nó ngọt nước lắm. Cúp núm. Dạ. Yeah. Đây không có đồ ăn cúp núm luôn rồi cha. Cà, nấu canh cà. Bán. Chị ăn cơm luôn cả nhà ơi. Cô là cái ngát tẩm. Khu nhà cả nhà, khu nhà cô em có khu bán á, cô có ngát với nè. Này có thêm lộ khu có ngát tẩm luôn. Tẩm mất bột. Đây là dễ nhàng. Đây là cúm núm. Nay xe đầu nhiều quá bừa tới cúm núm luôn. Cúm núm luôn. Có mực nữa hả? Mực luôn. Đây nước. Để vô cái nước, dạng nước luôn đã bộ luôn. Còn con lính nó mỗi người cũng những màu đầy đậu quá. Giờ mình hỏi nấu cá, nấu cái lính không có được. Bạc một cốc. Cốc luôn hả? Rồi, để ra chín cái cơ vô cá vô. Cá vô luôn. Thu. Thu, thu ảo à. Ừ, nó ngót hơn lần bị trâu chét đối đối bài cái đó thì phải đối bài không đối bài đối bài cho bá luôn bị túng rồi bây giờ ngồi cá luôn bỏ rồi có mỡ liền còn cá không cá mực ghẹ quá đã nồi nước này chắc ngọt dữ rồi. Xong thêm nước chưa? Dạ, nó thêm nước luôn. Cho cà vô luôn hả? Dạ luôn. Thêm nước luôn nha. Các đôi bài khủng bố. Chính là mình bỏ lá quế với hành đâm vô cái nhà. Để mình đâm diễn hành hết. Thơm ngọt nước nãy nêm đồ cho vô trong cái chén đó rồi ngọt muối nước mắm rồi cơm canh cũng chín rồi cả nhà rồi cho con mình qua một cái trận trong bão bây giờ về nhà cả nhà cơm ăn nó bụng quá rồi. Rồi cả nhà dùng cơm với cha con mình nha mẹ nó tính ra cơm với cha con mình mà Coca với Pepsi nó thức nên dầu dỗ rồi. Trời nãy dông lắm, dông bắt dông hải cẩu luôn. Kinh ngon. Dông dông. Cơm xong nghỉ ngủ rồi nhà. Thức qua còn bãi không. Thức vương đêm rồi. Ngọt. Chung, cái đó cái gì ta? Lò có. Lò có. Cái lò có là cái gì?
Thịt nóng cái cơm nóng rồi. Khô tẩm hồi nãy cha chiên quá lửa, cha lô nấu canh nữa, chiên nó hơi bị đen mà ăn ngon, vừa ăn lắm cả nhà. Mình mới ăn thử, ăn canh thì ăn cơm với cô cá ngát này hết bài. Không, không có mặn lắm đâu mà vừa ăn à. Cái khô cá ngát này thì ở nhà mình rất là hay ăn khô cá ngát này, thường nấu canh này chiên một vài con gì đó ăn canh ngon lắm. Chứ là ở quê mình thì cũng nhiều người ăn khô cá ngát này lắm, ngon. Ok, khô cá chiên nó đen xấu quá trời, phải bỏ luôn nấu canh. Cơm mẹ ngủ rồi, ngày cô ca với xe ngủ rồi. Canh đã quá.
bé nó còn dưới cái đống. Không núm chưa? Thử ăn không núm chưa? Rồi kia không núm rồi. Không thấy con tôi núm đâu. Núm rồi. Bỏ lại là... Chưa thử ăn con. Mày nhờ núm quá. Ra cho ngủ đi. Còn tính. Nhìn cái hình nó, cái hình dạng đẹp quá. Nhìn cái hình dáng của nó hoài đẹp. Cúm núm. Nó ngủ như đang đẹp. Đây, đây cũng đúng rồi. Không biết cả nhà anh chị nào biết cái con này nóng. Nóng quá. Nóng quá. Cũng đúng. Nóng. Quá nóng rồi nè. Con này thì không có thịt nhiều nhưng mà ăn rất là ngọt. Thịt chắc ăn đã luôn. Mực nè. Có nhà ăn một cốc luôn nha. Những con một cốc ngọt à. Wow. Nóng. Cơm đêm một cái này ngon ha. Chà làm gì? Mỏ ngay mỏ. Con này nó cứng hả? Cứng. Con này mỏ cắt mới nổi. Con này là con cúm núm nha cả nhà. Chắc là khô. Ngon à? Ừ. Ngon ngon ăn thử rồi, thịt nó ngọt lắm. Nó ngọt nó thanh luôn. Thì mà lúc trước có nhiều người bỏ lắm. Con này thì cũng không ai lấy bắt đâu, không ai mua, không ai bán đâu. Nướng nhiều nó ngon luôn. Nhưng mà ăn thì bắt vài con bự bự ăn rồi. Không ai mua. Ngọt hả trời? Không ăn. Đây nè. Còn này, con nồi nha. Thật đã là một ngon. Một hai dòng lắm rồi. Nhìn cho em thấy đó bụng rồi nha. Cho em vô cơm rồi, không ý luôn cả nhà. Đi. Rồi, chào cả nhà nha. Hẹn cả nhà video tiếp theo. Chào cả nhà. Bye bye cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Bye bye.